Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Coach Phạm Phượng và chúng ta đang ở tư duy xuất chúng số 22 trong số 23 tư duy xuất chúng cùng NLP. Hành động sẽ định nghĩa con người của bạn. Wow, thay vì bạn nói rất nhiều những cái điều tuyệt vời trong cuộc sống rằng tôi sẽ làm điều này, tôi sẽ làm điều kia, tôi là một chiến binh, tôi tạo ra cuộc đời của tôi là người chịu trách nhiệm với cuộc đời của tôi, vân vân và mây mây. Bạn nói rất nhiều tư duy xuất chúng cùng NLP. Nhưng bạn phải nhớ một điều rất là quan trọng ạ. Hành động sẽ định nghĩa con người của bạn. Tất cả mọi thứ nó chỉ có kết quả khi mà chúng ta làm hay nó sẽ là hành động mà thôi. Và nếu bạn nói rất hay nhưng bạn làm không ra gì cũng không ai tin bạn hết. Nên chúng ta sẽ có những cái tư duy tuyệt vời, nhưng đi cùng với đó là việc chúng ta phải làm thực sự, phải trải nghiệm thực sự. Và tất cả những điều Phượng chia sẻ với bạn trong số 23 tư duy này, nó sẽ thực sự giúp bạn thành công khi bạn thực sự dấn thân vào làm nó. Tất cả những cái trải nghiệm, những cái sai lầm của bạn trong cái hành trình này sẽ giúp cho bạn có được cái sự hiểu biết về từng tư duy mà bạn được học. Tất cả những thứ này nó chỉ là lý thuyết thôi, cho đến khi bạn làm thực tế, bạn rút ra được bài học và bạn thay đổi chính mình. Hành trình chúng ta thay đổi, chúng ta sửa sai, chúng ta luyện rèn bản thân, nó sẽ tạo ra kết quả. Và chỉ có hành động mới tạo ra kết quả thôi các anh chị ạ. Nếu chúng ta chỉ suy nghĩ rằng là ồ, tôi sẽ thành công, tôi sẽ thành một người tuyệt vời, tôi có 1 triệu đô, tôi có thật nhiều tài sản, tôi có nhiều hệ thống vân vân và mây mây, nhưng chúng ta không làm gì cả và tất cả chỉ ngồi tưởng tượng thôi, đúng không ạ? Chả có điều gì xảy ra đâu anh chị. Cho nên Phượng phải nói thật là vẫn có những người bạn học NLP xong mà Phượng hay nói rằng là hình như là đang hơi bị ngáo á. Ngáo là bởi vì các bạn nghĩ rằng là chỉ cần tưởng tượng là kết quả sẽ đến ạ. Không phải đâu anh chị. Chỉ có hành động mới tạo nên kết quả và hành động sẽ định nghĩa con người của bạn. Dù chúng ta tưởng tượng, chúng ta nói rất nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống, nhưng nếu mình không làm thì chẳng có điều gì thay đổi cả và sẽ chẳng có một kết quả nào diễn ra cả. Hành động mới định nghĩa con người bạn và hành động mới tạo ra kết quả. Hãy luôn nhớ hành động, hành động và hành động. Hãy cùng với đội nhóm liên tục lập ra những mục tiêu. Chúng ta phải có những kế hoạch rất là cụ thể với nó và cùng nhau thường xuyên là gì ạ? Nói chuyện, chia sẻ để cập nhật bản đồ cho nhau, để hướng dẫn nhau. Và đương nhiên kết quả tốt chúng ta cùng nhau ăn mừng, kết quả chưa tốt chúng ta cùng nhau họp lại để rút kinh nghiệm để lần sau mình làm tốt hơn. Và với mỗi một lần như vậy chúng ta sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, tuyệt vời hơn và bạn sẽ có những kết quả tuyệt vời trong tương lai. Hành động mới định nghĩa con người bạn và phải nhớ hành động mới tạo ra kết quả. Đứng lên đi và làm những kế hoạch mà bạn mong muốn đi. Chúc bạn sẽ có những thành công cũng như đạt được những mục tiêu mà mình mong muốn.